Dụng cụ 24 xin chào cả nhà. Hôm nay dụng cụ 24 giới thiệu lại với cả nhà ba cái kềm của hãng Fujiya, một cái mỏ lết của Lobster, rồi mũi khoan tầng. Thì tất cả những sản phẩm hôm nay Sang giới thiệu đây là những cái sản phẩm mà Sang khuyến mãi ngày hôm nay là thứ ba hả? Thứ ba sẽ khuyến mãi trong hết tuần này nếu như còn ha. Cái chương trình khuyến mãi, ngoài cái chương trình khuyến mãi này ra thì có những cái khuyến mãi giảm giá ở trên website dụng cụ 24.vn, cả nhà có thể lên đó đặt hàng. Thì nó như thế này, tức là chương trình khuyến mãi ở trên trên video này là một chương trình, ở trên website là một chương trình, anh em cả nhà chỉ chọn một trong hai thôi chứ không có dồn lại ha, dồn lại là chết chết luôn. Nói chung là chỉ một trong hai, thì cả nhà có thể những cái sản phẩm Sang giới thiệu đây là những cái khuyến mãi nổi trội. Ngoài ra thì có những cái khuyến mãi trên website từng sản phẩm khác nữa, cho nên cả nhà có thể xem thường xuyên trên website để mà chúng ta có thể lựa chọn những cái sản phẩm. Website thì ngoài cái cả nhà có thể sử dụng, có thể mua với hình thức thanh toán code nè, có thể sử dụng thẻ được nè ha. Tại vì lúc trước thì mình không có tích hợp thẻ, bây giờ thì tích hợp cái thẻ, cho nên là anh em nếu mà muốn thanh toán bằng thẻ cũng được luôn ha, thanh toán bằng thẻ cũng được luôn. Thì chọn hàng xong rồi đặt, thì khi mà cái giai đoạn cuối, khúc cuối nó sẽ có cái phần thanh toán bằng năng lượng đó, anh em cứ áp cái thẻ mình vô là được ha. Bây giờ Sang quay lại trở lại và giới thiệu với cả nhà lại, thì hôm nay khuyến mãi nó cực kỳ hấp dẫn nha. Ba cái kìm của hãng Fujiya này, khi mà cả nhà mua 3 cây á, mua 3 cây, mua một combo trong trong một cái hóa đơn ba cây này thì sẽ được giảm 20%, chỉ ba cây này thôi. Còn mua riêng lẻ mỗi cây sẽ được giảm 10% ha. Mua riêng lẻ từng một cây một thì sẽ giảm 10%, còn nếu mà mua ba cây chung một hóa đơn thì sẽ giảm 20%. Ba cây này á, Sang cố tình làm như vậy nè để cho anh em mua được ba cây luôn, tại vì nó sẽ là một cái kìm cắt, một cái kìm điện và một cái kìm mũi nhọn đó. Thì ba cây này thường là anh em sẽ mua nguyên bộ sử dụng trong cái bộ đồ nghề, thì lúc nào cũng có bộ kìm cắt, kìm điện, kìm nhọn. Thì bây giờ tới giới thiệu trước kìm nhọn, giới thiệu lại ha. Kìm nhọn của Fujiya thì sau những lần bán thì thấy, mình thấy Fujiya là giá thành nó rất là dễ chịu cho anh em sử dụng, và chất lượng nó phải nói là ổn định ha, chất lượng ổn định. Thì có những cái chiếc kìm nó anh em sử dụng thì nó không như mong muốn, thì nó nằm ở cái số ít thôi chứ không phải lúc nào nó cũng vậy. Kìm Fujiya ha, kìm Fujiya. Thì cái mẫu này là mẫu Made in Japan. Cái mẫu này là nó chiều dài 200 mm. Thường thông thường thì chúng ta sẽ mua hàng cái kìm nhọn 200 mm là kìm mới đa số. Kìm bãi nó đa số nó chỉ 150 là nhiều. 200 nó cũng có nhưng mà cái số lượng nó rất là ít ha. 200 thì thường là hàng mới là nhiều, còn đa số hàng bãi thì nó 150. 200 nó cũng có nhưng mà rất là ít. Mà giá thành thật một cái cây kìm Made in Japan luôn, giá nó cũng tốt nữa nè cả nhà. Nó cây này nó 350 ngàn. 350 ngàn là giá Sang chưa có giảm nha, chưa có giảm. Đó, giảm 10% là giảm 35 ngàn. Giá này rất là cạnh tranh, rất là cạnh tranh. Đây, Sang quay cận cảnh để cho cả nhà xem ha. Cho những anh em nào chưa có mua. Cái kìm kìm nhọn của Nhật nó được một cái như thế này. Khi mà chúng ta kẹp nó sẽ có một cái ưu điểm, đó là cái khi mà kẹp giữ này á thì cái mũi nó ổn định, tức là thời gian sử dụng lâu á, chúng ta sử dụng sửa chữa đó. Nhiều khi cái nhà khi mà anh em mình á, thì sử dụng trong gia đình đó thì nó không thấy nó có sự khác biệt nhiều, bởi vì lâu lâu chúng ta sử dụng nó khác. Nhưng mà đối với sửa chữa rồi đó, sử dụng một cái kìm Nhật nó sẽ có thấy sự khác biệt cái chỗ là kẹp giữ á, cái miệng này nó sẽ, tức là nó định hình tốt, độ cứng nó tốt, nó có độ dẻo tốt, cho nên là kẹp nó không bị biến dạng. Thường là kìm nhọn nó sẽ bị hở hở cái miệng này, thì kìm Nhật nó cũng hở chứ không phải là không hở. Không hở thì làm ra bán cho ai, nó vẫn hở nhưng mà cái độ hở của nó là bao lâu nữa. Thí dụ như cái kìm thường thì nó sẽ là 1 tháng, 1 tuần, 2 tuần gì đó, còn cái kìm Nhật nó sẽ lâu hơn, 1 năm, 2 năm gì đó. Và nó được cái được là được việc, tức là khi chúng ta kẹp giữ một cái phôi gì đó, chúng ta muốn gịch ra giữ ra thì cái này nó bám rất là chặt, hay nó không bị chặt ruột giống như một cái cây kìm giá rẻ. Thì cho nên là tại sao một cây kìm ra chợ mua cây kìm nó chỉ có mấy chục thôi, nhưng mà nó không có bằng được cây kìm này.
nó được việc ha, phù hợp sửa chữa là nó rất là ok, nó được việc nhanh, chúng ta sẽ sửa được nhiều hơn. Cây này chiều dài của nó là 200 mm, và cái phần mũi nhọn ha, cái phần mũi nhọn tới đây này, sang sẽ đo tới đây ha, đo tới đây thì nó được 7,7 cm, được 7 cm đó, được 7 cm. Make in Japan luôn. Cán của nó thì cán bọc nhựa ha, cái này là cán cán nhúng, cán nhúng. Cái độ cứng của cây này là từ 57 đến 61 HRC. Thường là kìm nhọn nó sẽ không có cứng như kìm cắt hay kìm đào bằng à, đến 61 HRC. Nhưng mà quá cứng, mình nghĩ mà cái kìm nhọn nó quá cứng thì nó sẽ dễ gãy mũi lắm, nó quá cứng là nó sẽ gãy mũi, cho nên là kìm nhọn thường độ cứng nó từ tầm thở đó. Và ở đây nó sẽ cắt được dây đồng là 3 ly, cái phần lưỡi cắt nó sẽ được 3 ly dây đồng nha, dây đồng. Còn dây như là dây kẽm rồi đó thì 2 ly, 2 ly. Rồi cái này 350 ngàn, 350, giảm 10% trong hết tuần này. Còn đây là cái kìm điện, hôm qua hôm kia gì đó thì Sang đã giới thiệu cây 3000 TB với cái giá rất là hấp dẫn rồi, ưu đãi giá rất là cạnh tranh luôn. Thì hôm nay giới thiệu cái cây ABM220. Cái ABM220 nó khác cái chỗ là cái chỗ đầu này nè, cái chỗ này nè là nó sẽ có găng luôn, chúng ta kẹp giữ nó chặt hơn nữa. Cái vòng tròn này nè đó, cái ABB nó không có nhưng mà cái này nó có nè ha, cái này mà kẹp giữ cái phôi tròn này rất là ok. Và đặc biệt là cái trên này nó sẽ, cái găng của nó là cái loại găng găng sập caro chứ không phải là găng xéo xéo ngang. Sập caro nó sẽ bám chặt hơn là cái loại mà cái găng mà nó song song như thế này ha, cho nên là cái mẫu, mỗi mẫu nó sẽ khác nhau, nó có cái hay của nó, hay nó. Ở đây nó có bấm code, bấm code. Thì cái cây này so với cái ABB nó khác cái chỗ nào, đó là cái sự là tâm ha. Thì cái ưu điểm của thằng này là cái chỗ là cái miệng của nó sẽ bám rất là tốt ha, bám tốt, bám tốt. Và nó cái này, nó lỗ này nó cũng có răng để nó bám. Cái nhược điểm của nó là nó sẽ không lệch tâm giống như cái ABB. Thì không lệch tâm thì nó cái lực chúng ta sử dụng nhiều hơn chứ không gì hết ha. Tức là cái loại lệch tâm nó sẽ giảm được 30% lực, tức là chúng ta phải tác động vào lực đây, thí dụ như là 50 kg hoặc là 20 kg gì đó, thì cái kìm ABB nó sẽ giảm được là, thí dụ 100 kg thì giảm được 30 kg, còn cái này là phải bóp hết với công suất 100 kg đó. Thì nó vậy thôi, nhưng mà nó ưu điểm thì được cái này. Cây này chiều dài của nó là 220, 220, 220 ha. Nếu mà đo thực tế thì đúng là 220 luôn. Cán nhựa dày. Cái này thì nó sản xuất ở Việt Nam, sản xuất Việt Nam. Cái này nó có cái tên là kìm điện hạng nặng, hạng nặng ha, là tức là nó chịu sử dụng nó những cái mà công việc nó nặng nề được chút ha. Cây này mã đặt hàng của nó là ABM220, ABM220. Và cái ABM220 này giá của nó là 255.000, 255.000. Giá là giá chưa có giảm, giảm 10% khi mua một chiếc này ha, 255.000, giảm 10%. Cái kìm nhọn hồi nãy là mã đặt hàng của nó là 350 gạch 200 nha, 350 gạch 200, 350 gạch 200. Rồi tiếp tiếp đến là cái cây kìm cắt. Cây kìm cắt thì cái kìm cắt này là cái mẫu Made in Japan, à, mẫu Made in Japan. Cây này kìm điện này Made in Việt Nam, cái kìm này kìm cắt này Made in Japan. Cây này là cây 70H, 70H, 70H 200. Ủa, 70H 175. Nó có 200 nữa mà 200 bên mình hết hàng hay vậy. Còn một hai cây gì thôi mình không có lấy giới thiệu. Tại vì giới thiệu nếu mà không có là bán anh em nó khi chốt không có hàng. Còn cây này thì còn ha. 70H gạch 175 chuẩn zig. Kiểm cắt cứng. Kiểm cắt cứng. À. Một cắt cứng. Cây này cắt được là dây đồng là 3 ly. Còn cắt được như những cái lò xo rồi đó, thép lò xo đó thì là 1,2 ly. 1,2 ly, độ cứng của nó là 64 HRC maximum ở phần phần lưỡi cắt ha. Chiều dài 175. 175 thì bây giờ mình đo thực tế cái nó 775 không? Nếu mà đo thực tế tính luôn cái phần dưới này thì nó ra 185 nè. Tính luôn cái phần móc luôn á. Móc luôn nó ra 185 ha. 185.
Cây này là mã đặt hàng là 70H-175 và giá của nó là 380, giảm 10% tức là giảm 38.000, à, 380. Còn mà mua 3 cây luôn là được 20%, là cái giá này là anh em mua cái giá nó gọi là thấp nhất luôn rồi đó, thấp nhất có thể luôn. Rồi, một cái sản phẩm được khuyến mãi trong ngày hôm nay nữa đó là cái kìm này chắc là những anh em chuyên nghiệp, làm nghề chuyên nghiệp thôi chứ cũng không có phải là dạng dùng gia đình được. Nó khá là to, khá là to. Cây này là TB22. Tức là trên này nó sẽ có 4 code 5.5, 8, 14 và 22. 22 đây nè. Thì cái kích thước nó sẽ anh em sẽ thấy ở trên này dễ hình dung ra. Thứ diện nó sẽ là tầm khoảng 26 ly ha. Thì từ 2.6 cho đến 26 ly tiết diện thì sử dụng được ha. Hàng thì của thằng Tesora thì chính hãng rồi ha, sản xuất tại 100% tại Nhật. Chuẩn rất là đẹp luôn. Cây này chiều dài của nó là 34,5 cm, 34,5 đó, 34,5. Thì nó bấm những cái code như thế này nè, những cái code tròn. Đó. Nhật nó thường thì sử dụng những cái đầu code này thôi à. Bốn loại code này bấm. Giá của nó là 2.453.000 và giá khuyến mãi rất là đặc biệt. Giá này anh em mua mà không có giá đó đâu ha. 2.450.000 sẽ giảm 30%. 2.453 giảm 30% là còn lại 1.717.000. 1.717.000. Số lượng mình ở đây còn hai cây duy nhất ha. 1.717.000, số lượng có hai cây thôi. Rồi. Đèn pin, sẽ giới thiệu lại đèn pin. Đèn pin của hãng Gentos. Gentos. Cái đèn này khá là rất là sáng. Nói chung là Gentos là một cái thương hiệu chuyên về đèn. Chuyên về đèn. Ở trong này nó sẽ là pin sạc ha, pin sạc. Nó cho mình một cái cáp sạc này, một cáp sạc. Không có cái adapter. Adapter thì chúng ta sử dụng cái adapter của cái sạc điện thoại ha. Và một cái sợi dây để treo đèn. Rất là gọn trong tầm tay. Cái chiều dài của nó ha, sản xuất là chiều dài. Chiều dài của nó là 13,5 cm, 13,5. 13,5. Còn cái đường kính ngang của cái này thì nó được 30 mm, 30 mm ha, 30 mm. Giờ bây giờ bắt bắt tờ sáng thử ha. Thì cái này nó chống nước. Chống nước là đi mưa được. Đi mưa được IP64 đi mưa được ha. Đi mưa được thôi chứ không có lặn được ha. Rất là sáng. Cái độ sáng này anh em thấy ở trong cái này thôi, nhưng mà khi mà cúp điện hay đó hoặc đi trong bóng tối là siêu sáng lắm, nó sáng khá là sáng luôn. Cái loại này mà nó 500 lumen. Tức là thường cái đường kính, thông thường những cái đường kính mà cỡ như thế này đối với cái đèn pin cầm như thế này thì độ sáng của nó maximum của nó là 600 lumen là sáng dữ lắm ha, 600 lumen. Đó. Con này nó 500 lumen là độ sáng nó cũng vượt, rất là vượt trội của hãng Gentos. Gentos. Cái thân của nó bằng nhôm. Sạc thì chúng ta sạc đây nè. Sạc đây, thân bằng nhôm. Cái này thì nó sản xuất ở Trung Quốc ha, gia công ở Trung Quốc. À, cái đèn mà pin thì bảo đảm với cả nhà là không có making the pen. Thí dụ chúng ta mua hàng bãi đi, hàng bãi thì nó mắc cái bao bì rồi chúng ta không biết đâu, nhưng thật những cái đèn đó bây giờ là sản xuất Trung Quốc không à, không có đèn nào making the pen nữa, không có đèn nào making the pen hết ha, nhưng mà độ bền nó sẽ tốt hơn. Cái này độ sáng của nó maximum mà chúng ta bật nút đầu tiên á, nó sẽ có bốn mức á, bốn mức. Thì cái mức đầu tiên á sẽ chiếu được là nếu mà sạc đầy pin đó thì chúng ta soi được là 2,5 tiếng hồ, 2,5 tiếng ha, 2,5 tiếng. Còn nếu mà ở cái chế độ thấp nhất, thấp nhất thì nó được 22 tiếng đồng hồ, 22 giờ ha, 22 giờ. Rồi
Thì giá của cái chiếc này là 1.090.000, đâu rồi, 1.090.000 hả? 1.090.000. Rất là cầm rất là chắc tay ha. Rồi, giá này là giá chưa có phí vận chuyển và sẽ reship ha, sẽ reship cho cả nhà. À, cái đèn này nó zoom được nha, nó zoom được. Ừ. Để kéo ra kéo vô thế này nè. Ha. Rất là nhanh, gọn lẹ. Mã đặt hàng của cái đèn pin này, cái mã của sản phẩm luôn. Mã đặt hàng là RX285. RX285G. RX285R. Đó. Rồi, xem bỏ qua đây. Đèn pin ha, cái đèn pin này thì không có khuyến mãi, không có khuyến mãi. Kế đến là một cái mỏ lết của Lobster, mỏ lết của Lobster, size này size UM49XD. UM49XD ha. Đó. 49 là maximum của hãng rồi. Thì nó sẽ mở được tối đa 49. Ở đây sang đang có là 30XD, 36XD, 49XD. Ba size đều có. XD ha, tay nó sẽ hơi cong nhẹ đi, cầm rất là cảm giác khi mà vặn rất là thoải mái. 49XD nha cả nhà. Và giá của cái cây này là 1.350.000, 1.350. Đây. Mã đặt hàng là UM49XD, 49XD. Chiều dài của nó là, nếu mà 49 tức là mở được 49 ha, còn chiều dài của nó là 3 tấc, 3 tấc ha. Rồi, đó là cái sản phẩm của Luster ha. Thì sang giới thiệu hai cái sản phẩm này. Một cái mỏ led và một cái đèn pin ha, mỏ led và cái đèn pin. Thì cái mỏ led và cái đèn pin đó, nếu mà cả nhà không mua thì sẽ mua mua một cái thùng này sẽ được tặng ngay một trong hai món đó, cả nhà chọn cái nào cũng được. Đây, thùng đồ nghề của hãng Tojo, hôm trước Sang mới giới thiệu rồi, nay giới thiệu lại tiếp tục. Cái thùng này là cái thùng bự nhất, nó còn thùng bự hơn nữa, nhưng mà thùng bự hơn thì Sang sẽ giới thiệu sau. Thì nó cũng giống như chi này chen như thầy thôi, tức là cái này là GT410 và có một cái mẫu nữa là GT470. GT470 chưa giới thiệu lần nào hết. GT470 thì nó kích thước cái chiều ngang và chiều lên nó cũng giống như cái này luôn. Nó chỉ khác cái là nó dài hơn cái thằng này. Cái này là 410 thì nó dài ra là 470. Đó. 410 tức là 410 mm. Từ đây tới đây là lọt lòng á, là 410. 410 mm ha. Sẽ có cái kích thước chiều ngang của nó ha. Chiều ngang của nó là 23 cm. 23 cm. Đó. Cái chiều cao lên, chiều cao thì mình đo sẽ đo từ cái nắp này cho đến xuống đây thì nó được là 22,5 à, 23 nếu mà tính đáy luôn 23. Toyo Japan rất là đẹp. Mua cái thùng này phải nói là xứng đáng luôn. Đó. Và nếu mà cái thùng giống như cái thùng mà T320, T350, T410 gì đó, cái nhà mua thì hàng bãi cũng có, mua hàng mới cũng có, ở đâu đó nó sẽ có bán. Nhưng mà đối với những cái thùng bự như thế này thì hiện tại là không, cái thùng bự mà hàng nội địa Nhật như thế này thì chưa có đơn vị bán. Bên mình mới về đây ha, mới về đây. Ừ. Giới thiệu với cả nhà thùng rất là xịn, thùng này chắc 5 ký mấy, 6 kg, 5 mấy ký mấy, 6 kg. Nó có cái khóa ở đây đấy. Móc vô đây là mình có phá lại ha. Cái thanh này cầm rất là chắc chắn. Cái thùng này nó tới hai ngăn này ha, hai ngăn này là thùng này nó to hơn, nhiều ngăn hơn, đựng được nhiều đồ hơn. Cái phần học ngang này, sẽ đo học ngang này thì lọt lòng bên trong là 10 cm, 10 cm, và nó cho mình những cái lá thép như thế này để chúng ta ngăn ra, chúng ta muốn đựng ốc vít rồi đó.
tôi muốn ngăn bao nhiêu ngăn thì ngăn. Nó có đủ lá thép hai bên luôn. Đặc biệt cái thùng này hôm trước Sang đã giới thiệu một lần rồi, đó là nó sẽ có một cái bánh xe. Đây 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 đây. Nếu mà cái thùng này á, đối với cái khung này mà khối lượng nó đựng, bảo đảm nếu mà đựng hết full cái hộp này thì rất là nặng, xách rất là nặng, và chúng ta để trong gia đình thì xách tới xách lui nó hơi bị khó khăn. Nó cho mình bốn cái bánh xe, bốn cái bánh xe đó, bốn bánh xe đây, bốn bánh xe đây, 1, 2 và 4, đây là bốn bánh xe, bốn bánh xe nó đi Nhật luôn nha. Japan. Bốn cái bánh xe này chúng ta sẽ lắp ở phía bên dưới cái thùng. Nó có sẵn cho mình phép bốn lỗ. Thì cả nhà nếu mà muốn không dùng thì không cần gắn. Còn muốn dùng thì chúng ta gắn vô. Gắn vô đây ha. Bốn cái xe. Để chúng ta kéo ra kéo vô rồi thuận tiện. Sửa chữa rồi kéo ra kéo vô nó cũng thuận tiện. Xách đi xong kéo tới kéo lui rồi nó rất là thuận tiện cho mình. Đo, nếu mà đo cái tổng dài ở cái phần từ cái cán này đi xuống luôn ha. Từ cái cán mà đi xuống luôn là 33 cm. Cái thùng này mã đặt hàng của nó là GT410, giá của nó là 2.950.000, 2.950.000 giá chưa có phí vận chuyển. Và khi mà mua cái sản phẩm này ha, Sang sẽ tặng một cái đèn pin hoặc là một cái mô led. Cả nhà muốn lấy cái nào lấy, tặng một cái đèn pin hoặc một cái mô led đó. Còn nếu như không lấy quà tặng, không lấy quà tặng giảm ngay 1 triệu, không lấy quà tặng giảm ngay 1 triệu ha. Đó, một là lấy một cái mô lít thì lấy nó sẽ ngợi hơn, hai là lấy cái đèn pin. Còn nếu không lấy quà tặng thì sẽ được giảm ngay 1 triệu cho cái thùng này. Đó, thùng này giá của nó là 2.950.000 ha, 2.950.000 là giá này, giá rất là, giá khuyến mãi rất là sốc luôn á, không đi qua Nhật cũng không có giá này luôn nữa ha. 2.950.000 giảm hoặc là lấy quà tặng. Mã đặt hàng GT410. Rồi, sang bỏ qua đây. Kế đến cái sản phẩm được quà tặng nữa, đó là một cái mũi khoan. Cái này là dạng như vừa bán vừa tặng thanh lý ha. Ở đây mình còn có 2 mũi. Mã đặt hàng của nó là ST412. Tức là 412, tức là nó đầu của nó là 4 ly và cuối của nó là 12 ly. À, 4 ly rồi tới 5 ly rồi tới 6 ly, 7 ly, 8 ly. Nó mũi phân tháp mà, phân tầng á. Chân của nó là chân lục giác ha. Chân lục giác. Mà titan thì cái này nó khoan được sắt thép. Khoan sắt thép. Nội địa Nhật. Giá của cái sản phẩm này, mã đặt hàng LST412, giá 508. Và sẽ được tặng một cái cây lấy dấu. Cái lấy dấu này chúng ta lấy được trên vật liệu inox. Ở trên này nó sẽ đính hợp kim của Niratashiki. À, cái loại đen này nó mắc tiền hơn. Cái loại này 300 mấy nè. Cái loại này là 335.000. Nó chiều dài nó chỉ có đâu đó 75mm thôi. 75mm. 90 chứ, 95, nhớ lộn. 95 ha. Cái này thì đục để mà chúng ta khoan nè thì mua cái này được tặng cái này. À, cái này khoan lên, mồi lên xong khoan. Còn cái này bán giá bán lẻ, mã đặt hàng của nó là TCB-M, giá của nó là 335.000. TCB-M ha, 335, giá chưa có phí vận chuyển. Thì mua một cái mũi khoan sẽ được tặng cái này. Và chỉ còn có 2 mũi thôi. 2 mũi duy nhất. 2 mũi duy nhất cho sản phẩm này. Combo kế nữa là combo một cặp chổi, rồi một chổi thao và một chổi nhựa, của một cái của Shizuke và một cái của thương hiệu Sonus. Thì hai cái này nó đều là hàng Nhật nhưng mà nó sẽ được gia công Taiwan. Còn cái ông này là gia công ở công đâu đây, Taiwan luôn. Hai cái này được gia công ở Taiwan, chất lượng tốt. Nó có cái loại gia công ở Trung Quốc ha, tức là nó sẽ nhìn nó sẽ thô hơn, còn này nó nhìn nó đẹp hơn, nó gọi là nó bóng bẩy hơn. Thì cây chổi này giá mua riêng lẻ của nó, mã đặt hàng GI5401, giá 130. Cây này 95.000. À, chổi nhựa 95.000. À, mua riêng lẻ nha, giá này giá báo riêng lẻ.
Còn mua nguyên cặp luôn thì giá 190. Nguyên cặp combo này là 190. Combo chổi nhựa và chổi thau ha. 190.000 combo. Đó là cái combo và một cái bộ lục giác của hãng Superton. Lục giác thẳng. Nó sẽ là các size là 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Thép của nó là SNCV. Thì cái bộ này á, là nó cao hơn chuẩn zig. Cao hơn chuẩn zig. Khi người ta dịch ra đây là nó có để nè. Chuẩn zig, nhưng mà cái này là nó cao hơn chuẩn zig. Ha. Chuẩn zig là bởi vậy cho nên là nó tại sao nó không có cái dấu zig. Có những cái sản phẩm nó không có dấu zig bởi vì nó cao hơn chuẩn zig cho nên nó không có để zig. À, độ cứng của nó từ 55 đến 58 HRC. 58 HRC ha. Rồi, thì giá của sản phẩm à, thế này thì chiều dài của cái bộ này là nó là cái bộ dài nha, có cái bộ ngắn nữa. Bộ này dài cái cây 10 ly là nó dài được là 20 23 cm đó. 23 cm. Full mới. Và bộ này giá của nó là mã đặt hàng là HKX9S. HKX9S giá của nó 620, 620 ha. Và được tặng một cái tăng khử tự tính MGT1 của Tone 170 ngàn được tặng. Còn cái này giá 170, cái này bán 170 nha, giá 170 đó thì được tặng kèm. Còn nếu mà không lấy quà tặng thì trừ ngang giá luôn ha, trừ ngang giá đó. Rồi hôm nay Sang giới thiệu sơ ngang một số cái công cụ được khuyến mãi trong cái video ngày hôm nay. Đặt hàng gọi điện trực tiếp và đừng quên là bấm đăng ký để theo dõi kênh. Đặc biệt ở trên những website thì chúng ta sẽ có những cái sản phẩm khuyến mãi, anh em có thể đặt trực tiếp trên đó để được hưởng khuyến mãi ha. Dùng cô 24 xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong video kế. Xin chào cả nhà.